Thưa quý vị, cùng các nổi trên sông Vàm Nao thuộc tổ 7 ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, kéo dài khoảng 2 km, rộng khoảng 5 000 m vuông hình thành trong quá trình bồi tụ cát từ hơn 30 năm. Tuy nhiên gần đây, từ khóa cùng nổi trên sông Vàm Nao bất ngờ được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, vì cho rằng đây là hiện tượng tâm linh nên nhiều người đã đi đò ra giữa sông Vàm Nao rồi nhảy xuống để tắm gội cầu may. Nhiều người dân cho biết họ đi hơn 30 km để được đứng trên sông Giàm Nao tắm gội rửa mặt. Họ quan niệm nước sông Giàm Nao là nước tiên. Một số người mò cát dưới sông để chà lên mặt, lên khắp cơ thể. Bởi họ cho rằng cồn nổi lên giữa sông Giàm Nao là hiện tượng tâm linh. Chính vì thế nước trên sông là nước tiên. Có thể chữa bách bệnh và giúp cơ thể mệt mỏi nhanh chóng khỏe khoắn trở lại. Ủy ban nhân dân xã Bình Thủy đã phát đi thông báo yêu cầu người dân không tuyên truyền tình thất thiệt mê tín dị đoan bởi cồn cát giữa sông dầm nào là hiện tượng tự nhiên được thủy triều bồi đắp đã tồn tại hơn 30 năm trước nhưng hàng trăm người vẫn đến đoạn cồn này tắm gội giặt đồ cầu mai